Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để ngăn chặn xung đột mở rộng, cho rằng cần phải huy động mọi nguồn lực có thể để ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm đang diễn ra ở Trung Đông. Bà von der Leyen kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại các khu vực xung đột. Trong khi đó, quốc vương Qatar Hamad Al-Thani, hiện giữ cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh tìm ra giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, đặc biệt là vấn đề Palestine. Theo ông, cần có được giải pháp lâu dài và công bằng cho Palestine. Bên cạnh vấn đề Trung Đông, hội nghị còn thảo luận những cuộc khủng hoảng khác, bao gồm cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, những thách thức liên quan đến thương mại, năng lượng và biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng địa chính trị đã gây ra những thiệt hại nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi châu Âu và vùng vịnh hành động quyết liệt hơn để thay đổi tiến trình lịch sử. Ông Michel cũng nhận định tương lai của châu Âu và các quốc gia vùng vịnh có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một trong những điểm nhấn của hội nghị là chủ đề củng cố quan hệ kinh tế giữa EU và GCC. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đều nhất trí về việc đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ các cuộc khủng hoảng toàn cầu.